Hello các bác. Các bác quan sát cái công trường nhà em đóng cây để gửi cho các bác không? Đây. Cây này là được gửi về Lào Cai các bác nhé. Về Lào Cai đây. Đây. Số lượng này gửi toàn bộ về hai nơi. Đây. Một nơi ở Quảng Ninh, một nơi ở Lào Cai. Đây. Đây, Lai Châu có đây. Đấy, Lai Châu, rồi Điện Biên. Đây các bác này, đấy, 100 cây về Điện Biên. Còn lại về Lào Cai. Đấy. Thì một cái thùng này nhá, đóng được 30 cây các bác này. Một thùng này đóng được 30 cây này. Đấy. Thì đây này em đang đóng rổi lép lá nhỏ, cái giống rổi cao sản Đắk Lắk ấy. Để gửi cho các bác đặt hàng cho em nhé. Đây, các bác thấy em đóng cẩn thận không? Cực kỳ cẩn thận này, tất cả đóng thùng xốp hết. Thùng xốp này là 95.000 một cái các bác nhé. Này. Thì cái thùng này đóng bao nhiêu cây thì em có ghi số lượng ra đây rồi. Vì cái thùng nhỏ này đóng 10 cây này. Đó. Thùng nhỏ đóng 15 cây này. Rồi còn những cái thùng này là 30 cây. Đó. Để mà đóng được một cái cây, một cây rổi nếp đá nhỏ này chuẩn chỉ xong là gửi ra tận nơi cho các bác để các bác trồng, nó cực kỳ công phu các bạn. Đấy. Phải lựa từng cây một, đo chiều cao xem là nó có phù hợp với cái thùng hay không. Đấy. Rồi nượt trên là sẽ phải thấp hơn nượt dưới. Xong rồi là phải ghim hết cây tre vào. Xong rồi chằng dây. Đấy. Chỗ này là chưa có chằng dây rồi. Trong nữa cho hết vào bắt đầu mới đi chằng dây một lượt. Đấy. Để cho quá trình vận chuyển á, là sẽ không bị nung nay và cây nó không bị ảnh hưởng. Đấy. Với cây rổi thì trước khi mà đưa vào thùng ấy thì đây, trao đổi các bác đây. Đấy. Trước khi đưa vào thùng thì đều phải được băng bó. Đấy. Băng bó một cách cẩn thận như thế này để cây còn cây là không bị nung nay dễ, không bị bung đất ra. Đấy, các bác thấy vùng làm nó cẩn thận không? Đấy. Để làm được một cây rổi như thế này không dễ đâu. Này. Đây, băng bó cho cây đây. Đấy. Đây, cây đẹp không? Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy, đây là giống rổi nếp lá nhỏ, rổi cao sản Đắk Lắk nhé. Chứ còn rất nhiều bác trồng rổi nhưng mà không hiểu về giống rổi. Đấy, cứ thấy rổi là trồng thôi. Bao nhiêu năm cũng chả có trái, xong là gọi cho em, bảo bây giờ làm thế nào thì chỉ có một là nếu cây nào đẹp thì các bác giữ lại để lấy gỗ sau này. Hai là chúng ta chặt đi. Đấy. Chúng ta chặt đi thôi để phá đi. Ở đây cũng khá nhiều bác đã từng trồng rổi rồi và bây giờ đang phá đi thì lấy giống của em để trồng lại nhá, để trồng lại chứ không có. Ôi trời, cây rổi này các bác đây. Đó, băng bó từng cây một cực kỳ bài bản cẩn thận. Đấy. Những cây thấp là để ở trên, những cây cao này để ở dưới để làm sao nó vừa cái thùng kìa. Đó, các bác thấy không? Chuyển cây cho các bác đâu phải đơn giản đâu. Này, cái thùng này. Đấy, thùng xốp dày cọp luôn, đục lỗ. Để này, một thùng này là đóng được 30 cây. Đó. Đây. Cả buổi chiều các bác nhá, cả buổi chiều đến giờ phút này, lúc này là bây giờ là đang là 9 rưỡi rồi. Đấy. 9 rưỡi rồi đấy, mới đóng được có hơn 200 cây. Đấy, đóng được là 230 cây. Đây, cho ba bác. Một người 120 cây, một người 100 và một người 10 cây. Đấy. Các bác thấy nằm bài bản không? Đấy, đây. Để mà đóng được một cái cây rổi đưa đến tận tay các bác đâu phải dễ đâu. Đấy. Rổi này thì nếu mà các bác trồng và đảm bảo ngon lành thì những cây rổi như thế này này. Đấy. Thì các bác trồng thì như em trồng thì cỡ khoảng 10 tháng ra quả rồi. Đấy. Còn nhiều tùy theo chứa đất chứ đất đá, đất sỏi thì một năm là ra đầy quả rồi chứ không cần phải đến 2 năm đâu. Tuy nhiên thì em vẫn nói trao đổi các bác là 2 năm. Đấy, 1 năm rưỡi đến 2 năm thì các bác lên để trái. Còn lại không nên để sớm hơn. Để sớm hơn nó hay bị lụi cây đó. Đây. Hoạt động đóng cây cho các bác đây. Sáng mai phải chở đi mấy chuyến. Không đơn giản tí nào đâu. Đấy. Đây. Rồi thế các bác nhé, em thì làm video ngắn ngắn thôi, bây giờ em sẽ đi em khâu từng thùng một. Đấy. Khâu xuyên qua để chúng ta giữ cố định cái tre. Đấy, nó sẽ cố định được cái cây rổi ở bên trong.
sau này bưu điện họ có thể lật ngang lật dọc đấy, hoặc là để đứng thì nó không ảnh hưởng đến cây. Những bác nào mà nhận cây rồi chỗ em rồi ý, mà em gửi cho rồi thì biết rồi đúng không? Đấy, các bác dỡ được một cái thùng này ra thấy cả một vấn đề luôn. Này, các bác nhìn này. Này, làm nó quá bài bản luôn. Này, các bác thấy không? Rất nhiều bác nhận cây của em xong rồi bảo không thể tưởng tượng được lại đóng lại kỹ như thế. Đấy. Nếu mà có cái giải thưởng trao cho cái người đóng thùng cẩn thận nhất thì phải trao cho em lâu rồi. Quán quân. Rồi thì các bác nhá, chúc các bác còn nhiều sức khỏe nhá, làm kinh tế thành công. Bác nào có nhu cầu về giống chổi lép đá nhỏ thì alo cho em. Đấy, số điện thoại là 0989 037 167. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe nhá. Rồi ok các bác, em tranh thủ em đóng đây để mai em còn trở đi.